Chào các bạn, mình là ông Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để retouch mắt. Đối với mắt này thì có rất là nhiều loại. Thứ nhất là mắt có màu, đối với mẫu tây hoặc là mắt đen, mà đen thuộc dạng đen láy á, thì ở đây mình sử dụng hai cái stop này để biểu thị cho hai cái trường hợp đó. Thứ nhất là đen láy ha, thì cái bước này mình chụp em gái của mình. Đấy, các bạn để thấy này, mình không nhìn thấy cái tròng mắt bởi vậy cho nên khi chúng ta thêm màu và nhìn rất là kỳ. Cái thứ hai là mẫu tây, thì mình có thể để ý là mẫu tây người ta có nhiều cái dạng mắt khác nhau, màu mắt này chúng ta có thể nhìn thấy cái tròng mắt và cái màu riêng biệt, thì dựa trên đây cũng có thể đổi màu. Và cách xử lý hai trường hợp là như sau. Mình sử dụng Photoshop ha. OK, mình làm trên trường hợp của em bé này trước ha. Thì em bé này có cái màu mắt đen láy luôn, thì cho nên là khi chúng ta thêm màu vào, đây thêm màu, thì nó sẽ tạo ra một cái lớp màu phủ toàn bộ lên và không nhìn thấy cái tròng đen. Thành ra là mình sẽ nhìn thấy nó rất cái màu nó đều, nhưng nhìn rất là kỳ. Cho nên cái trường hợp này cách duy nhất là chúng ta phải ghép thêm mắt vô. Thì cái ghép mắt này nó có nhiều cách. Thứ nhất là cái bộ stop này có sẵn ở phần phía dưới phần mô tả của tutorial này trên kênh YouTube. Các bạn vui lòng click vào link phía dưới đấy để tải về cái bộ lens này ha. Thứ hai là tìm trên mạng cái mẫu mắt có sẵn. Thì mình đây bình thường là tìm trên Flick ha. Đây là kênh của mình, các bạn có thể tìm ở đây cái khung search này ha, click vào tìm. Điều này quan trọng này, cái phần này, phần lọc cái kết quả đó, phần giấy phép, các bạn click vào cho phép sửa đổi ha, nhớ click vào cho phép sửa đổi, bởi vì những cái hình mà sau khi đã lọc ở phần cho phép sửa đổi này, tác giả cho phép chúng ta tải về chỉnh sửa và do chúng ta có thể thoải mái tải về và làm trên ảnh của chúng ta, cắt ghép vào ảnh chúng ta mà không bị vướng mắc đến cái vấn đề pháp lý. Đấy ha. Cái thứ hai là Google Image, gọi từ khóa ha, Eyes hoặc là Eyes cũng được. Nhớ click vào Search Tools. Bên tiếng Việt thì có thể là kết quả tìm kiếm gì gì đó, mình không nhớ, bạn có thể click vào. Và phần Size này, nó cho phép chúng ta lựa lọc ra những cái kích thước chúng ta cần. Ở đây mình cảm thấy cái mắt thì nó chiếm cái diện tích không nhỏ, diện tích tương đối nhỏ ở trong cái hình của chúng ta. Thành ra chúng ta chỉ cần một cái kích thước tương đối là được rồi. Có thể 1024768 là OK. Thì sau khi chúng ta click vào đây, nó sẽ trả về chúng ta cái kết quả những cái ảnh có kích thước từ 1024 trở lên. OK, các bạn có thể tải về bất kỳ cái này. Vì may tải về chẳng hạn, đó ảnh rất là lớn. Đây mình sẽ sử dụng luôn cái stock mình có sẵn ha. Chọn file place. Cái khác biệt của file place với file open, cái file open thì chúng ta click vào đấy nó sẽ mở cái ảnh mà chúng ta open ra một cái tab mới, còn chúng ta chọn place thì nó sẽ chèn luôn cái ảnh này vào trong cái ảnh mà chúng ta đang thao tác đó, vào đây luôn ha, đỡ mất công người ta phải kéo qua kéo lại tốn thời gian. Các bạn là đè phím shift và kéo thu nhỏ nó lại cho đều và chỉnh cho nó cái kích thước nó vừa với mắt. OK, enter và để chế độ là soft light đó, có thể chỉnh lại tí xíu để soft light thôi và để thấp xuống tí xíu. OK ha, bạn chọn click vào layer mask để tạo một cái layer mask cho cái mắt và chọn brush màu đen và tẩy đi những cái viền viền bị thừa và kể cả cái viền của cái lens này luôn để nó đều. OK ha, tiếp tục với mắt còn lại, bấm Ctrl J vào cái này và kéo qua, đơn giản là kéo qua thôi ha. Rồi, cũng trong cái layer mask ta tẩy đi những cái phần thừa. Rồi, OK, đó là xong.
rất là nhanh gọn ha. À, đó là trước và sau khi thêm cái lens. Ok, tiếp theo là tới mẫu tay. À, cái phần này thì có cái màu chúng ta có thể thay đổi hoặc là thêm. Ở đây mình sẽ thêm trước ha. Các bạn bấm Ctrl Shift N và tạo ra một cái layer mới. Từ đây các bạn có thể click vào một cái màu nào đấy để đổi màu. Mình click vào màu đỏ đi, chọn màu đỏ đi cho nó rõ, thấy rõ sự khác biệt. Click vào và click vào trong cái mắt và đổi qua soft line. Cũng chọn layer mask và tẩy đi cái phần rìa như hồi nãy. Rồi, bước này quan trọng, các bạn để ý những cái vùng đen này nó sẽ bị cái màu đỏ đã ám lên, thì làm sao để khử? Đó là sử dụng blend if. Bạn click đôi vào cái layer tô màu mắt này ha. Đây cái phần blend if, và các bạn đè phím atlas và kéo nó lên chút xíu, lên chút xíu nha, cả trên và dưới. Thì cái mục đích việc làm này thì nó sẽ lọc ra những cái vùng màu đen ở trong, nó trích xuất màu đen có sẵn ở các layer phía dưới và khử đi cái vùng đó trong cái layer mình đang thao tác. Ok ha. Vậy nên những cái vùng màu đen này nó sẽ không bị màu đỏ ám vào bởi vì nó bị lọc đi rồi. Đó, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai chọn chúng ta sử dụng Hue Saturation trong này. Mà trước hết chúng ta sẽ tạo cái vùng chọn và cái layer layer có hình đó nè, layer có mẫu á. Mình click vào và kéo mở ra, kéo chọn con mắt, không cần phải kéo bao chọn hết, chỉ cần một vùng, chính giữa là ok rồi. Ok, sau kéo chọn xong bạn click chuột phải chọn feeder và để thông số các bạn muốn. Cái việc làm này thì làm cho cái độ tỏa nó, vùng bình chuyển nó mượt mà hơn. Số càng lớn thì nó càng mượt hơn. Ok ha. Các bạn chọn vào Hue Saturation. Đây này, click vào đây ha. Hue Saturation và hòa trộn lại cái màu bạn muốn. Ở đây cái màu này hòa trộn nó không có được rõ. Các bạn có thể click vào Colorize thì click Colorize nó sẽ áp luôn cái màu đó lên chứ không để hòa trộn nữa. Sau khi đã chọn phía trên này, các bạn kéo thanh trượt về màu các bạn muốn ha. Saturation. Tăng cái độ đậm, tăng cái độ màu nó lên cho nó đậm đà hơn, đổi qua màu mình muốn. Ok, để mình để màu hơi vàng một chút xíu. Xong, đó là xong ha, rất đơn giản gọn lẹ. Sau khi làm xong vẫn làm tương tự như phần bôi màu hồi nãy là xong. Màu mắt nó sẽ được thay đổi một cách rất là tự nhiên, các bạn có thể click đôi chuột vào và thay đổi. Đó. Rồi, chúc các bạn thành công. Các bạn có thể like và subscribe cho mình. Xin chào tất cả các bạn.